Đây, sau đây là quá trình review. Unbox. Mở hộp, đập hàng. Lucas mua 100. Thích đô. Chuột khủng nha. Chuột cui rồi. Đấy. Tiến tay chuột cố tích. Đưa phát chuột cố tích. Chắc cầm USB bằng bạch kim. Đưa phát bạch kim. Vỏ chuột làm bằng... Đây này, có gạt tay này, chuẩn mé này. Cái nút đi bấm hai này, nút đi bấm hai này. Bóc tay con. Con nó. Thế nhớ, đây, đây cái nút chỉnh DPI. Chỉnh DPI đó. Bề mặt nhà mình rất là tuyệt vời. Không có nút bắt. Ở trên là bàn bàn đang chơi lô lơ. Không có nút nét và break. Cần gì? Cần gì? Được quá, không thích. Không cần. Đấy những không muốn chuột cao lắm nhìn được cái gì đẹp. Cơ bản. Chỉ có một bình khoái của chị nữa nè. Đẹp thiệt. Ê, bấm bấm lên rồi, giống như con Logitech tách này. Rất là nhẹ. Giống giống hướng đấy. Con đưa mau 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 hơi ấy. Hơi nhạt. Lắp 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 vô coi. Ôi chỉ biết lắp 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 hay hay nè. Giống đéo. Giống có đéo. Rồi đéo à? Đéo ẻ cá 185. Ngốc. Con chuột à. Đấy một lần con đi màu vàng này, cái màu vàng, vàng. Màu vàng. Thằng đến thằng đây. Đây, dắt chuột cắm USB 2.0. Cực độ. Chuột đấy à? Và đây là cả thông số. Chuột đấy. Bao phím lắp xong chưa hả? Rồi. Bạch tao con chim. Ô, biết. Ôi, anh chẳng được đây. Hay chưa? Ờ. Quẹt không có phim nữa. Còn móc mà. Chia xì ha. Quẹt tao có đời nhưng dùng. Bạn có đời dùng. Cái đời dùng quẹt không á. Khổ quen đời. Nhưng dùng lực kêu hành đai là được. Khổ quen rồi. Đây này, bác phim. Bác phim. Mày văn, ngưng cho mày văn. Mày vô chuột văn kìa chê. Tao lượt kém báo cho kia, tao dùng mày huy báo cho tao dùng cái nút bách vì mày mới tao cho tao bấm. Ờ, đúng rồi đó, tao chẳng dùng nữa. Tao không báo cho bấm cái nút nữa. Tao dùng bác phim. Bắt buộc phải dùng à? Tiền chuyên nghiệp phải dùng được thôi. Ta chỉ tiền hai tay. Một cái chuyên nghiệp thì được thôi. Ta chỉ cần copy là mình chuột luôn. Nút tới đúng không? Chuyện cầm chuột là copy bê. Tới gì? Chứ mi quay lại trang cũ nó mi tay ra trang mới cơ. Một người dùng bàn phím dùng máy tốt rất là phải dùng cả bàn phím cả chuột. Người ta là quay rê thôi. Hai chuột là cả đời bao giờ ta dùng? Bây giờ copy bê bằng chuột luôn. Wow. À, khoe cái pet đi được không? Pass ở đây 130.000 to cực đồ mà dây dẫn cái cải bát Goliath thôi. Mấy ông múa mấy tường nhỏ đấy nhá. Tỏ bền khủng đấy chứ. Nào nè. Phải có phải hang tuấn này hay là có nhảy ra. Bền cực đồ. Cái vò này đúng là chuẩn rồi. Tất nhiên rồi hạt ba. Đây hạt nốt nhỏ hơn nè. Hạt bộ nhỏ hơn. Ơ nó có hạt một à? Hạt một nếu ai bảo nói cui và to đều thích. Một hạt ba. Cái này mở như lắm. Mà trên quả không xài me luôn. Xài luôn à? Trên trên web thì tôi thấy nhỏ chứ mua bắt ta mấy con mấy con file pad rẻ hơn đấy nhở tầm hai mở ra mẹ cuốn về luôn thế mở đấy à bố bỉ như mi đang được ha tư sói như bị lắm đi vào cái mở mất đấy đờ khùng chưa đồ đồ pass speed nè dây dây trên băng thì gãy đủ giá thớt rồi. Đẹp thiệt. Cho dưới là cho 25 mét đấy. Đầu tư vài. Vấn đề. Đầu tư vài mà to nữa chứ. To gấp đôi. Tầm 3 ngay nè. To hơn 1 phần 3 thôi. Ghi vài như kiểu con bê con. Nữa. Biết thiệt không? Tao dùng mấy năm cũng biết. Mình nhìn coi không. Gấp đôi đâu. 1 phần 3 thôi mới. Lấy cái màng màng đi. 2 phần 3. 2 phần 3 quên. Nó lồng léo. Tại vì đây pet mộng. Pet mộng cái loại cứng là khác. Thì cho tim quý si cá chứ chỉ cho biết không. Thì này cầm cái con rock sen xe này. Rock cá sen xe. Thằng mộng nó đi nữa. Được ăn cái con đít ắt đơ lơi 203, 253 nữa. Cực đô, đẹp. Thằng nó lộ bán hàng cực kỳ thân thiện luôn.
chứ bây giờ mười nói cho chị lập tức lào công ra chạy rồi cho mi thì cảm ơn nè, cảm ơn nè. Thực ra là chơi thì là thực ra là rồi chuẩn nói chung là kết thúc đó.